Anh biết một chỗ rất là an toàn. Ủa? Vậy anh không có đi với em hả? Anh phải ở lại đây. Như vậy thì em không có đi đâu hết á. Em phải đi. Em không thể đi mà không có anh được. Em nghe nói nè. Anh ở nhà với em đi anh. Ngày mai em phải trở lại đơn vị rồi. Người Mỹ họ cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng mà em cũng cần anh vậy. Con cũng cần anh vậy. Với lại em không muốn sau này con anh là một thằng hèn. Nhưng mà anh đâu có biết anh giật đâu. Anh chỉ làm thông dịch cho họ thôi. Phong ơi Phong. Cái gì đó Nai? Em có nhớ con sông nhỏ gần nhà cô Mai không? Chỗ đó an toàn lắm, em dẫn chị em ra đó nha. Anh không đi theo em hả? Ngày mai ra chiến trường rồi. Sao kỳ vậy? Họ không thể bảo vệ chúng ta được đâu. Nhưng mà nó rất quan trọng đối với anh. Quan trọng hơn gia đình của mình hả anh? Em, anh làm tất cả cũng vì chỉ vì gia đình của mình thôi mà. Đi đi. Em muốn đi với anh luôn được không? Em phải lại đây để lo cho chị của em. Keep moving. He's tired. And he shouldn't have joined. Keep moving.